Xin chào các bạn, mình là Hà Thanh Bình, hiện là thành viên của nhóm Student Press Assistant hay còn gọi tắt là SPA. Có thể thấy, tại thời điểm hiện tại, gia đình và người thân của sinh viên chúng ta ở Việt Nam vẫn đang rất lo lắng về ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần vừa qua. Đặc biệt là với những tân sinh viên kỳ mùa xuân này. Là sinh viên mới đến nhất một tháng, chắc hẳn các bạn còn nhiều bỡ ngỡ về việc tìm một nguồn thông tin có độ chính xác cao để cập nhật tình hình. Vì vậy, nhóm SPA chúng tôi xin gửi tới các bạn những thông tin mới nhất về tình hình tại Oita vừa qua. 1. Về mức độ phóng xạ ở Oita. Thông tin về mức độ phóng xạ trong không khí và nước uống được cập nhật hàng ngày tại Oita. Điển hình là tại thời điểm hiện tại, giá trị xuất liều bức xạ hay mức độ phóng xạ trong không khí ở Oita rơi vào khoảng từ 0,040 đến 0,080 microsievert trên giờ. Và thứ ba, ngày 19 tháng 4, ngày hôm qua, giá trị cường độ 0,049 microsievert trên giờ cho thấy mức độ phóng xạ ở Oita hiện ổn định ở mức bình thường. Ngoài ra, cho đến thứ hai, ngày 18 tháng 4, không có dấu hiệu nào của chất đồng vị phóng xạ iốt 131 hoặc cesium-137 được tìm thấy tại Oita. Đồng thời, cho đến ngày này cũng chưa có dấu hiệu của hai đồng vị này được phát hiện trong nguồn nước của thành phố. Những thông tin bổ sung về mức độ phóng xạ tại tỉnh Oita được đăng tải trên website chính thức của tỉnh. Tuy nhiên, nguồn thông tin này chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật. Vì vậy, mong các bạn hãy sử dụng những công cụ phiên dịch khi cần thiết. Mỗi website đều được cung cấp biểu đồ với số liệu cập nhật nhất và có một mục biểu thị không có dấu hiệu nào của đồng vị được tìm thấy. 2. Thông tin về động đất tại tỉnh Oita. Kể từ sau trận động đất ngày 11 tháng 3, tại tỉnh Oita cũng như tại trường chúng ta chưa xảy ra bất kỳ dư chấn nghiêm trọng nào cho tính đến ngày 19 tháng 4. Thông tin về động đất có thể được truy cập tại website của cơ quan khí tượng học Nhật Bản. Website này cung cấp thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tuy nhiên, các bạn hãy sử dụng những công cụ phiên dịch khi cần thiết. Như các bạn có thể thấy, đây là thông tin được lấy từ website của tỉnh Oita. Dòng chữ này là tỷ lệ cường độ phóng xạ trong không khí và phóng xạ bụi tại thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là lượng phóng xạ bay trong không khí theo cập nhật mới nhất. Như các bạn có thể thấy ở đây số liệu là 0,051 microsievert trên giờ. Dòng chữ này là lượng các đồng vị phóng xạ đo được trong không khí với cường. Ví dụ thứ hai là về thông tin lượng phóng xạ trong nguồn nước tại thành phố. Như các bạn có thể thấy đây là ký hiệu của đồng vị iốt 31 và đồng vị cesium-137. Ký hiệu này cho thấy hiện tại không có đồng vị này trong nước tại thời điểm đo đạc. Và ở đây là ngày cập nhật thông tin. Như các bạn có thể thấy ở đây là ngày mùng 4 tháng 4 ngày 17. Sekali lagi informasi terkini mengenai berita gempa bumi dan tingkat radiasi nuklir di Oita Prefecture dapat diakses melalui official website Oita Prefecture yang alamatnya dapat ditemukan di dalam video ini. This video message is also available in many other languages on FAFA website. So if you have time, please take a look at our website. Thank you and goodbye.